Khang ơi, chờ lên 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 lên. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Bên chung cư 4S đang đánh nhau dữ lắm anh ơi. Bên chỗ chung cư 4S đó, sáng nay có công điện khẩn ở trên đấy á, trên ủy ban phường á, ủy ban quận Thủ Đức á anh ơi. Có người ta cứu tôi coi. Dạ bây giờ đang dưới này đang đánh nhau nhiều lắm chị ơi. À, chung cư 4S phường Bình Chánh quận Thủ Đức chị ơi. Dạ, làm cái gì vậy? Dạ, đang đánh nhau ở dưới này nhiều lắm rồi, bây giờ mấy gọi ấy rồi kia quá.